ở nội dung này chúng ta sẽ trao đổi về sắc tố của thực vật thì chúng ta luôn hiểu sắc tố là màu sắc và đối với thực vật thì chúng ta thấy thực vật cũng có nhiều màu sắc khác nhau chứng tỏ thực vật bao gồm nhiều loại sắc tố khác nhau và sắc tố không chỉ tồn tại như những gì chúng ta nhìn thấy mà sắc tố cũng thể là một sản phẩm quan trọng chúng ta có thể khai thác được từ thực vật như trên bảng đây là những miếng vải đã có từ thời trung cổ và những miếng vải này đã được nhuộm bởi những sắc tố tự nhiên của thực vật và trải qua khoảng thời gian rất dài hàng trăm năm sắc tố này vẫn còn chưa phai nhạt được phát hiện trong những năm gần đây và từ phát hiện này người ta cũng đã tìm ra bản chất của một loại sắc tố tự nhiên rất là bền vững có thể tồn tại kéo dài hàng trăm năm về cơ bản thì chúng ta cần thống nhất một điều rằng không phải tất cả các hóa chất đều là sắc tố nhưng sắc tố sinh học thì nó luôn luôn là những thành phần hóa học có thể thông qua những nguyên tắc vật lý người ta cũng thể tạo được màu sắc tuy nhiên cơ bản các sắc tố đều dựa trên những thành phần hóa học cụ thể và sắc tố ở thực vật là dựa trên những thành phần sinh hóa học cụ thể khác nhau rất đa dạng ở thực vật để nói về sắc tố chúng ta cũng nên nói một chút cơ bản trong khái niệm về màu sắc tại sao thị giác chúng ta nhận biết được màu sắc thì chúng ta cũng biết rằng bất kỳ một vật liệu nào khi phản ứng với ánh sáng thì sẽ có các khả năng xảy ra một là loại bước sóng đó sẽ xuyên suốt qua loại vật liệu đó đối với bước sóng xuyên qua vật liệu đó thì thị giác không thể ghi nhận được khả năng thứ hai là bước sóng nào đó sẽ được hấp thụ vào bên trong loại vật liệu đó loại hóa chất đó thì khi mà được hấp thụ vào bên trong thì thị giác của chúng ta cũng không ghi nhận được thị giác của chúng ta chỉ ghi nhận được với trường hợp thứ ba đó là những bước sóng mà chúng không được hấp thụ thay vào đó chúng bị ngăn lại chúng phản chiếu ngược trở lại và chính đặc tính đó khi đập vào thị giác của chúng ta thì chúng ta ghi nhận được màu sắc đó như vậy chúng ta cần hiểu một cách cơ bản rằng màu sắc mà chúng ta nhìn thấy đó là do đặc tính của loại hóa chất hình thành nên vật chất đó phản xạ lại vùng ánh sáng nào thì chúng ta nhận biết được màu sắc phản xạ đó chính là chúng ta cảm nhận về màu của loại vật liệu đó giả sử như đối với vật liệu làm minh họa ở trong hình này thì các bước sóng đỏ cam, vàng, xanh dương, tím có thể đã được hấp thụ bởi thành phần hóa học trong vật liệu này. Riêng có vùng ánh sáng xanh lá cây không được hấp thụ mà bị phản xạ trở lại và chính vì vậy mắt của chúng ta ghi nhận được và cảm nhận được màu sắc của vật liệu này là màu xanh lá cây. Về cơ bản các màu sắc ở thực vật như đã nói được tạo ra bởi các thành phần sinh hóa học khác nhau và dựa trên cơ sở thành phần sinh hóa học thì các màu sắc được chia làm bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là các màu sắc được tạo ra bởi diệp độc tố tức là chlorophyll. Nhóm thứ hai là các sắc tố được tạo ra bởi các nhóm thành phần hóa học trên cơ sở của nhóm caroten hoặc ta có một cái tên gọi là carotenoid và nhóm thứ ba thường chúng được tạo ra từ các thành phần của nhóm flavonoid trong đó đặc biệt các thành phần hiện diện phổ biến được gọi là anthocyanin đối với thực vật bên cạnh nhóm anthocyanin thì có một nhóm thực vật khác chủ yếu là các thực vật thuộc bộ cẩm chướng có một con đường khác tạo ra những màu sắc tương tự như anthocyanin nhưng với đặc tính thành phần hóa học khác đó là nhóm betalain như vậy về cơ bản ta nên nhớ rằng màu màu sắc thực vật sẽ dựa trên cơ sở của bốn thành phần hóa học như chúng ta vừa nói ở trên và bốn thành phần hóa học cơ bản đó tạo ra những giải màu sắc khác nhau mà chúng ta ghi nhận được trong vùng ánh sáng thấy được có một điều phức tạp là không phải một nhóm thành phần hóa học sẽ cho chúng ta một màu tương ứng nhất định có những thành phần hóa học do những thay đổi nhỏ ở trong cấu trúc hóa học cho chúng ta những biến đổi rất là rộng lớn về màu sắc trong đó tiêu biểu là nhóm anthocyanin anthocyanin có thể có những thành phần cụ thể khác nhau ví dụ như thành phần là chanco hoặc là Auron thì sẽ cho màu sắc tương ứng trong khoảng màu vàng. Trong khi đó, nếu loại anthocyanin là Pelagunidin thì sẽ cho màu sắc trong khoảng màu hồng và màu đỏ. Trong khi đó, anthocyanin, loại cyanidin sẽ cho chúng ta khoảng màu sắc giữa màu đỏ đến màu tím. Còn đối với thành phần anthocyanin là delphinidin thì sẽ cho màu tím và tím đậm. Trong khi đó, đối với thành phần anthocyanin có gắn với kim loại là metalloanthocyanin thì sẽ cho màu xanh dương hoặc là xanh đậm. Đó là đối với anthocyanin, tức là những thành phần đều đều thuộc về nhóm flavonoid còn các màu sắc khác chúng ta nói tới gồm có carotenoid thì carotenoid là một nhóm và các thành viên của nhóm carotenoid này màu sắc không cố định mặc dù thuật ngữ carotenoid tức là nhóm hợp chất trên cơ sở của sắc tố caroten là sắc tố màu vàng tuy nhiên về tổng thể thì nhóm carotenoid màu sắc có thể trải rộng từ màu vàng cho đến màu đỏ còn đối với nhóm betalin thì màu sắc cũng có thể trải ra từ màu hồng cho đến màu vàng riêng diệp lục tố tức là chlorophyll thì đơn giản hơn Chlorophyll chỉ cho chúng ta một màu sắc là màu xanh lục tức là màu lá như chúng ta rất quen thuộc và màu sắc đặc biệt là sắc tố hoa là sự phối kết hợp của nhiều thành phần sắc tố như ở trên và như chúng ta đã thấy sự phối kết hợp đó đã cho chúng ta một thế giới màu sắc rất là đa dạng rất là phong phú ở thực vật cũng như là ở các loại hoa loại quả Như vậy, riêng chlorophyll tức diệp lục tố là thành phần tạo nên sắc tố màu xanh phổ biến ở lá thực vật thì ba nhóm còn lại là những thành phần cơ bản tạo nên các sắc tố ở hoa, ở quả và ở củ và các sắc tố ở hoa, quả và củ hình thành cơ bản trên ba nhóm sắc tố, trong đó nhóm carotenoid là những hợp chất hóa học kỵ nước sẽ cho sắc tố màu vàng, màu cam hoặc màu đỏ. Đặc biệt của nhóm hợp chất này là ở trong tế bào thực vật thì chúng sẽ được dự trữ ở trong plastid thường thường trong một bào quan chuyên biệt chúng ta gọi là sắc lạc tức là Chromoplast. Nhóm thứ hai là nhóm flavonoid hoặc tiêu biểu là các anthocyanin là những hợp chất chúng lại được dự trữ ở trong không bào và anthocyanin thường cho các màu sắc bao gồm màu đỏ, màu hồng, màu xanh dương và màu tím tùy theo điều kiện pH cũng như một số yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Màu sắc của anthocyanin có thể dao động rất là đa dạng và anthocyanin là màu cơ bản hình thành nên màu sắc của rất là nhiều loại hoa. Do đó chữ anthocyanin theo tiếng Hy Lạp đã có nghĩa là màu xanh đậm của hoa. Trong khi đó nhóm thứ ba là betalin thì nhóm này sự hiện diện trong tự nhiên không nhiều vì đây là một biến chuyển trong quá trình tiến hóa. Betalin chủ yếu hiện diện ở trong bộ cẩm chướng và trong các sắc tố này người ta thấy rằng caroten nó có thể cùng tồn tại với anthocyanin và caroten có thể cùng tồn tại với betalin. Tuy nhiên, anthocyanin và betalin thì không cùng tồn tại với nhau trong cùng một loại mô hoặc là trong cùng một loại hoa. Tính chất này thì nó liên quan đến một đặc điểm trong quá trình tiến hóa bởi vì nhóm các thực vật thuộc bộ cẩm chướng, chúng đã có những thay đổi nhất định để tạo ra một loại sắc tố mới thay thế cho anthocyanin, đó là một trong lý do tại sao thường thì anthocyanin và betalain thì không cùng tồn tại với nhau trong cùng một loại hoa. Và các sắc tố tạo nên màu sắc của hoa như chúng ta biết chức năng chủ yếu của chúng tạo nên sự hấp dẫn đối với các loài thụ phấn. Tuy nhiên, mối tương tác giữa các màu sắc của các loại hoa liên quan cụ thể đến với các loài thụ phấn thì vẫn chưa được xác định có một mối quan hệ cụ thể nào. Về cơ bản thì anthocyan sẽ cho chúng ta màu đỏ đặc trưng, betalin sẽ cho màu hồng đặc trưng như đây và caroten sẽ cho màu vàng đặc trưng. Tuy nhiên, các nhóm sắc tố này hiếm khi nào chúng hiện diện một cách lẻ loi và đơn giản như vậy. Thay vào đó, chúng thường có sự kết hợp với nhau ngay trong cùng một loại mô. Đặc biệt người ta thấy rằng rất hiếm loài hoa nào chỉ thuần chứa thành phần là carotenoid bởi vì hầu hết chúng đều chứa những dạng hỗn hợp giữa carotenoid và anthocyanin. Như vậy, mức độ và sự phối kết hợp của các loại sắc tố khác nhau sẽ sẽ cho ra các màu sắc khác nhau còn về độ đậm nhạt của màu sắc hoa thì điều đó tùy thuộc vào hàm lượng của sắc tố trong loại mô đó đó là về cường độ của màu sắc còn màu sắc của hoa thì chúng phụ thuộc vào thành phần cụ thể của các sắc tố hiện diện trong loại hoa đó bên cạnh đó các yếu tố như ph như các sắc tố phụ hoặc còn gọi là các đồng sắc tố nó có thể ảnh hưởng đến màu sắc của hoa có một điều cần lưu ý rằng các sắc tố thực vật này chúng có thể kết hợp với nhau theo nhiều cách khác nhau và có thể nhiều sự phối kết hợp khác nhau lại cho ra cùng một màu hoa khác nhau. Do đó khi tìm hiểu về màu sắc của hoa của trái thì thường người ta không thể máy móc là màu sắc này liên quan một cách trực tiếp với thành phần sắc tố nào bởi vì trong nhiều trường hợp cùng một màu sắc lại được tạo thành bởi nhiều tổ hợp có sự phối hợp của các sắc tố rất khác nhau. Ví dụ như ở trên hình này chúng ta có hai loại hoa khác nhau, ở hai loại khác nhau đều cho chúng ta màu tím. Tuy nhiên đối với loại hoa ở phía bên tay trái qua phân tích người ta biết rằng loại hoa này màu sắc tạo ra chủ yếu do thành phần là anthocyanin trong khi đó loài hoa bên tay phải cho chúng ta màu tím nhưng chúng lại được tạo ra trên cơ sở của betalin Màu sắc của thực vật nói chung, đặc biệt là màu sắc của hoa, của trái, ngoài vấn đề được quyết định bởi loại và hàm lượng các sắc tố, chúng còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến điều kiện canh tác, đến điều kiện đất đai, trong đó bao gồm điều kiện hàm lượng các dinh dưỡng, các chất khoáng, điều kiện pH, nó cũng liên quan đến điều kiện nhiệt độ, trong đó bao gồm cả nhiệt độ đối với cây trồng trong giai đoạn canh tác và đối với sản phẩm nông sản như hoa và trái, màu sắc còn có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ bảo quản sau thu hoạch nữa. Trong các yếu tố ảnh hưởng, người ta nói nhiều đến một yếu tố nội sinh đó là các đồng sắc tố hoặc còn gọi là các copigment. Các đồng sắc tố là các sắc tố có liên quan đối với sắc tố chính và chúng cùng hiện diện đối với sắc tố chính. Trong nhiều trường hợp chúng có thể là làm nền cho sắc tố chính và trong nhiều trường hợp thì chúng kết hợp với sắc tố cơ bản để phối trộn tạo ra màu sắc của hoa và của trái cũng như là với các loại mô thực vật nói chung. Thông thường người ta thấy rằng các đồng sắc tố nó có thể đóng vai trò giữ ổn định cho sắc tố chính được bền vững hơn. Do đó sự hiện diện hay là sự thiếu hụt của các đồng sắc tố luôn luôn có thể ảnh hưởng đến màu sắc của loại mô thực vật đó. Như đã nói, trong các yếu tố thì sắc tố ở thực vật bị ảnh hưởng rất rõ rệt bởi điều kiện pH. Trong nhiều trường hợp, những sự thay đổi rất nhỏ về độ pH có thể ảnh hưởng đến màu sắc của nhiều loại hoa khác nhau. Như chúng ta thấy ở trên hình đây, nếu như độ pH ở tế bào ở mức 5,4 thì hoa hình A này cho mức độ màu đỏ cao hơn. Trong khi đó, cùng loại hoa đó nếu ở độ pH 5,8 thì mức độ của màu đỏ đã giảm xuống. Tuy nhiên, trong một trường hợp ngược lại, người ta lại thấy có sự thay đổi theo trừ hướng ngược lại đối với loài hoa cẩm tú cầu nếu như ở pH khoảng 5 đến 6 thì thường thường hoa cẩm tú cầu có màu tím còn khi nếu mà giảm pH thì hoa cẩm tú cầu thường thường cho mức độ màu xanh dương đậm hơn trong khi đó nếu tăng pH lên thì loài hoa này có xu hướng tạo ra màu đỏ đậm hơn nói về ảnh hưởng của pH đối với sự thể hiện màu sắc của các sắc tố chúng ta thể có một ví dụ rất điển hình nữa đó là sắc tố ở giống bắp cải đỏ thành phần sắc tố chủ yếu trong bắp cải đỏ thuộc nhóm anthocyanin và thông thường thì chúng ta sẽ thấy màu sắc đỏ ở bắp cải này là vì khi đó độ pH ở trong không bào của giống bắp cải này sẽ nằm đâu đó vào khoảng 3 đến 4 do đó tạo cho chúng ta màu giữa màu tím và màu đỏ. Tuy nhiên, anthocyanin cũng như là sắc tố trong bắp cải đỏ này sẽ thay đổi một cách rất nhạy cảm giữa các độ pH khác nhau trải dài suốt dọc của dãy biến thiên của độ pH. Nếu như độ pH dưới 3 thì bắp cải đỏ sẽ chuyển sang màu đỏ và đỏ đậm. Trong khoảng pH từ 4 đến 7 thì sẽ cho sắc tố có màu tím. pH từ khoảng 7 đến 8 khi đó sẽ cho màu xanh đậm và nếu như pH ở khoảng kiềm thì lúc đó các sắc tố này sẽ dần chuyển sang màu vàng. Chính vì đặc điểm này, do đó bắp cải đỏ cũng có thể được sử dụng cũng như được coi là một loại chất thử xác định độ pH rất nhạy cả có bản chất hoàn toàn tự nhiên và khi độ pH thay đổi đó, các gốc hóa học ở trong phân tử cấu trúc của sắc tố này có những thay đổi rất nhỏ và những thay đổi nhỏ đó dẫn đến sự thay đổi về màu sắc thể hiện của sắc tố này. Cũng một ví dụ điển hình khác đó là trong trường hợp của loại hoa đậu biếc, một loại hoa cũng thường được sử dụng làm thức uống bởi chúng giàu hàm lượng các sắc tố anthocyanin với màu sắc tố gốc là màu xanh biếc do đó ở Việt Nam được gọi đây là giống hoa đậu biếc với màu xanh dương điển hình tuy nhiên hoa đậu biếc hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo độ pH của không bào nếu như ở độ pH thấp mang tính axit thì màu của hoa đậu biếc sẽ chuyển sang màu tím trong khi đó nếu trong điều kiện kiềm thì sắc tố này sẽ có sự trộn lẫn với màu lam chính do những thay đổi nhạy cảm của sắc tố ở hoa đậu biếc đối với độ pH do đó người ta cũng thể tận dụng đặc tính này tạo ra những sự phong phú và gây sự chú ý đối với các loại đồ uống. Ví dụ như trong loại nước giải khát với thành phần chính từ hoa đậu biếc, nếu như người ta bỏ thêm những thành phần có thể làm thay đổi độ pH thì khi đó với sự khác nhau của độ pH, một ly nước giải khát như vậy có thể sẽ cho những màu khác nhau như chúng ta thấy ở trên bảng đây. Ngoài hoa đậu biếc và bắp cải đỏ có sự nhạy cảm đối với độ pH thì nhiều loại sắc tố khác người ta cũng thấy có sự thay đổi tương tự. Ví dụ như sắc tố ở vỏ trái măng cụt như sắc tố ở vỏ khoai lang như sắc tố ở các trái cherry, trái việt quất, trái nho ở củ hành sự thay đổi cũng thể hiện rõ ràng ở màu sắc của vỏ các loại trái như đào lê mận táo và củ cải do đó khi hiểu về những sự thay đổi này chúng ta nhìn vào màu sắc của một số loại sản phẩm thực vật như vậy người ta có thể biết được tình trạng độ ph của các tế bào chứa sắc tố đó cũng như tìm được mối liên hệ của sắc tố đó với điều kiện sống đặc biệt là môi trường đất ngoài ảnh hưởng của độ ph thì sự thể hiện của các sắc tố cũng liên quan đến sự hiện diện của các nguyên tố kim loại trong môi trường dinh dưỡng của loài thực vật đó và một điều đặc biệt hơn là các sắc tố này còn bị ảnh hưởng bởi hình dạng tế bào ví dụ như loài hoa này thì người ta thấy nó liên quan đến sự hiện diện của một số nguyên tố kim loại ví dụ như đồng như măng gan hoặc chúng ta đã từng nghe về sự đặc biệt của một giống hồng có hoa màu đen và giống hồng này chỉ trồng được ở một ngôi làng nhỏ ở thổ nhĩ kỳ và nếu như giống hồng đó mang đi trồng ở một vị trí khác thì màu đen của loại hoa hồng này cũng mất đi và người ta xác định được rằng để sự hiện diện của sắc tố màu đen ở giống hoa hồng này liên quan đến thành phần một số chất quán điển hình và độ ph của khu vực mà giống hồng này được trồng và giữa độ ph và sự hiện diện của các nguyên tố kim loại thì thường gắn liền với nhau bởi vì khi độ ph thay đổi dẫn đến sự thay đổi về khả năng vận chuyển của một số ion sự kết hợp của các thay đổi đó tạo ra những thay đổi rất phong phú ở sắc tố của thực vật đó là chúng ta nói về các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc tạo ra bởi các sắc tố ở góc độ khác chúng ta nói về vai trò của các sắc tố nói chung đối với thực vật thì người ta thấy rằng ngoài vấn đề các sắc tố tạo ra các màu sắc đặc trưng cho hoa cho trái ở các loại cây trồng khác nhau thì màu sắc cũng có thể đóng một vai trò quan trọng khi chúng hiện diện ở trong lá của thực vật và người ta cho rằng các sắc tố hiện diện ở lá của thực vật nó có thể là một biện pháp che chở cho các tế bào quang hợp trong các điều kiện bất lợi gây ra bởi môi trường sống bao gồm môi trường đất, môi trường không khí và môi trường có cường độ chiếu sáng không phù hợp. Các sắc tố như anthocyanin và caroten hiện diện ở lá cũng có thể tham gia vào vấn đề hạn chế những tổn hại gây ra bởi tia UV đối với bộ máy quang hợp. Bên cạnh khả năng bảo vệ đối với bộ máy quang hợp, thì người ta thấy rằng các sắc tố anthocyanin hoặc caroten cũng có thể liên quan đến khả năng hoạt hóa cơ chế bảo vệ bộ máy di truyền ở tế bào lá. Và để làm được nhiệm vụ này, thông thường các sắc tố, đặc biệt là các anthocyanin, chúng sẽ tạo ra một lớp tế bào có hàm lượng anthocyanin cao bao bọc phía lớp ngoài của lá để ngăn cản các tia UV trước khi các tia UV này có thể xâm nhập vào bên trong và phá hủy diệp lục tố tức là các chlorophyll cũng như là phá hủy chức năng của lục lạc Các sắc tố cũng có thể hiện diện ở các cơ quan sinh sản khác ví dụ như chúng sẽ bao bọc lấy hạt phấn, bao bọc ống phấn để đóng vai trò bảo vệ cho bộ phận rất nhạy cảm này. Đối với tế bào ống phấn, người ta thấy thường thường anthocyanin có thể tạo ra một lớp tế bào tương đối là bao xung quanh tế bào ống phấn để che chở bảo vệ cho tế bào ống phấn duy trì được một sức sống mạnh mẽ đảm bảo cho khả năng thụ phấn được cao hơn ngoài ra các sắc tố ở thực vật cũng đóng vai trò trong việc phá vỡ các gốc oxy hoạt hóa các gốc tự do hiện diện trong tế bào đó là các gốc ROS đây là những gốc có mức độ hoạt hóa cao khi hiện diện với hàm lượng cao ở trong tế bào chúng sẽ có xu hướng phá vỡ nhiều hoạt động trao đổi chất và các quá trình diễn ra bên trong tế bào các sắc tố bao gồm các sắc tố nhóm carotenoid và anthocyanin đã được chứng minh nó có khả năng phá hủy và ngăn chặn các gốc oxy hoạt hóa cao gấp 4 lần so với khả năng của các loại vitamin như vitamin c và vitamin e và sở dĩ các sắc tố này có khả năng ngăn ngừa sự độc hại của các gốc oxy hoạt hóa bởi vì chúng có khả năng hoạt hóa cao khả năng cho các ion h và các điện tử cũng như bất hòa các điện tử tự do có xu hướng gây hại đối với tế bào ngoài ra các sắc tố này chúng cũng có khả năng tạo ra các kê lát đối với các kim loại và việc tạo ra các kê lát kim loại này sẽ giúp giảm sự nguy hại của các loại ion nguy hiểm đó ở trong tế bào. Thông thường để tạo ra khả năng bảo vệ đối với thực vật như vậy thì các sắc tố trong đó nhiều nhất là các anthocyanin sẽ tạo ra những lớp bao bọc ở phía ngoài bề mặt của lá cũng như bề mặt của một số cành non như chúng ta thấy ở hình đây. Các sắc tố này cũng có thể sẽ hiện diện ở các lớp lông tơ cũng như là các lớp sáp, các lớp biểu bì, các lớp cu tích để tham gia vào việc hạn chế đối với các loại bức xạ không có lợi cho cây trồng cũng như là không có lợi cho bộ máy quang hợp. Các thành phần sắc tố cũng có thể tham tham gia vào việc tạo ra những tấm gương ngăn ngừa và phản chiếu đối với các loại bức xạ không có lợi này khả năng bảo vệ của các sắc tố đối với thực vật đặc biệt đối với bộ máy quang hợp của thực vật vô cùng quan trọng để giúp thực vật chống chịu lại đối với các điều kiện bất lợi gây ra bởi các yếu tố sinh học cũng như là yếu tố phi sinh học và khả năng bảo vệ của các sắc tố này liên quan đến ba cách thức khác nhau cách thức thứ nhất đó là chúng sẽ bảo vệ đối với các enzyme chống oxy hóa cách thứ hai là chúng sẽ phá hủy đối với các gốc oxy hoạt hóa và cách thứ ba là các sắc tố này có thể tương tác với một số loại phân tử khác nhau để kích hoạt cũng như là tạo ra một số con đường dẫn truyền tín hiệu khác nhau liên quan đến cơ chế bảo vệ của thực vật đối với các yếu tố bất lợi. Các sắc tố này thường cũng có khả năng trung hòa hoặc ngăn cản đối với các phản ứng gây ra các gốc oxy hoạt hóa có liên quan đến các bức xạ ở cường độ cao. Ở một khía cạnh hoàn toàn khác, người ta cũng thấy rằng các sắc tố có thể giúp cho thực vật trong các cơ chế bảo vệ đối với các loài gây hại. Ví dụ như các sắc tố có thể giúp để cho thực vật bắt trước hoặc ngụy trang để từ đó chúng có thể đánh lừa cũng như tránh được sự nguy hại gây ra bởi một số loài côn trùng cắn phá. Các sắc tố cũng có thể tham gia để tạo ra các loại lá có cấu trúc loang lổ cũng như là các cấu trúc đốm và kiểu cấu trúc lá có màu đốm như vậy thường thường sẽ giúp cho các loài gây hại gặp khó khăn hơn trong quá trình phá hại. Như chúng ta thấy ở hình này, đối với thực vật này, lá của chúng có thể có những lớp anthocyanin tạo ra màu tím và màu tím của anthocyanin này làm cho một số loài côn trùng trở nên nổi bật hơn và điều này có thể làm cho các loài côn côn trùng này dễ bị phát hiện và tấn công bởi một số loài thiên địch khác nhau chính điều đó sẽ giúp cho thực vật giảm được nguy cơ gây hại bởi các loài côn trùng này còn ở đây chúng ta thấy một số cấu trúc ví dụ như là gai ở thực vật thường thường cũng có những sắc tố và các gai này đôi khi tạo nên những cấu trúc rất là đặc biệt và cấu trúc này đôi khi có thể đánh lừa được nhiều loại gây hại do đó tăng được hiệu quả ngăn cản đối với các loài gây hại như cơ bản đã được phân loại sắc tố bao gồm bốn nhóm khác nhau bây giờ chúng ta nói về nhóm sắc tố đầu tiên là nhóm carotenoid và vai trò của các sắc tố này đối với màu sắc ở hoa ở quả cũng như là ở một số loại củ thì carotenoid có nghĩa đó là một nhóm bởi vì nó xuất xứ là những nhóm sắc tố tương tự như caroten là sắc tố màu vàng nên về cơ bản người ta vẫn cho rằng carotenoid là nhóm sắc tố có màu vàng tuy nhiên trên thực tế thì màu sắc của carotenoid sẽ dao động có thể từ màu vàng sang đến màu cam và màu đỏ và về con đường chuyển hóa thì carotenoid là các dẫn xuất của lycopene như chúng ta thấy đây từ lycopene các chuyển hóa tiếp tục sẽ tạo ra các nhánh sắc tố khác nhau nhánh phía bên trái sẽ cho chúng ta là alpha caroten sau đó tạo ra zein osantin và lutein nhánh bên phải sẽ tạo ra beta caroten sau đó tạo ra beta cryptosantin rồi tạo ra zeaxanthin anthracanthin viola santin và neosantin thì cấu trúc cơ bản của lycopene là c40 và h56 và lycopene thì có màu đỏ tuy nhiên như chúng ta thấy mặc dù xuất xứ là dẫn xuất của lycopene có màu đỏ nhưng với một số chuyển hóa nhỏ thì alpha caroten cho màu vàng tương tự là sẽ có các màu vàng của zeinosantin và lutein trong khi đó lycopene nếu chuyển hóa thành beta caroten thì sẽ có màu vàng đậm hơn sau đó chuyển thành cryptoxanthin có màu cam nhưng cryptoxanthin tiếp tục chuyển hóa cho ra zeaxanthin antirasanthin violaxanthin neosanthin thì các sắc tố là thường cho màu vàng và về phân loại thì ngoài alpha caroten và beta caroten đều có thể được gọi chung là các caroten thì các dẫn xuất của hai cấu trúc này sẽ được gọi là xanthophyll như vậy có thể hiểu xanthophyll là dẫn xuất của các caroten các carotenoids là dẫn xuất của lycopene mặc dù màu sắc có thể thay đổi giữa các màu vàng màu cam và màu đỏ tuy nhiên về mặt hóa học thì các dẫn xuất này thường khác với lycopene rất nhỏ bởi các phản ứng hydrogen hóa hoặc để hydrogen hóa tức là là sẽ bổ sung hiro hoặc là khử bớt hiro cũng có thể nó liên quan đến phản ứng tạo các phân tử có cấu trúc vòng cũng có thể nó liên quan đến việc bổ sung các nguyên tử oxy cũng có thể liên quan đến việc di rời các nối đôi di rời các gốc metin hoặc liên quan đến việc cắt ngắn hoặc kéo dài mạch phân tử của lycopene chúng ta có thể coi sự phân loại của các carotenoid như ở hình trên với caroten là sắc tố có màu vàng còn xanthophin là dẫn xuất của caroten và thông thường thì đặc thù khác biệt rõ nhất giữa các xanthophin với caroten đó là chúng sẽ được tăng cường với gốc oxy ở hai vị trí như đánh dấu màu đỏ như chúng ta thấy hình này và trong nhóm caroten chúng ta có alpha và beta caroten là sắc tố vàng sẽ thấy phổ biến ở cà rốt ở các loại cà chua có màu vàng ở trong lá của xà lách ở trong đậu trong vỏ của trái quýt cũng như là trong thành phần muối trái quýt ở đu đủ ở các loại dưa hấu có màu vàng còn lycopene có màu đỏ có thể một phần tìm thấy ở trong cà rốt ở các loại bưởi ruột đỏ ở trong các loại ớt ngọt và ớt thông thường còn các santofin có thể bao gồm lutein thấy nhiều ở nhiều loại rau cũng như nhiều loại hoa khác nhau các xanthophyll khác hiện diện và có cấu trúc đa dạng hơn cả là các zeaxanthin bởi vì từ zeaxanthin nó có thể chuyển hóa thành neoxanthin thành capsatin và capsorubin là những sắc tố đỏ cũng là thành phần trong màu đỏ của trái ớt zeaxanthin cũng thể chuyển hóa thành anteraxanthin thường thường có màu tím hoặc màu hồng và violaxanthin người ta thấy rằng thông thường ở hạt phấn thực vật thường chứa các alpha hoặc beta caroten cũng như các xanthophyll sự hiện diện của các sắc tố này sẽ giúp cho hạt phấn chịu đựng được tốt hơn dưới tác động của các bức xạ. Caroten ngoài chức năng tạo ra màu sắc với chủ yếu là các màu vàng và màu đỏ của hoa, của quả, của trái và của hạt thì các caroten cũng tham gia là các sắc tố hỗ trợ trong bộ máy quang hợp. Chúng sẽ cùng với diệp lục tố để tạo ra một bộ máy có sự kết hợp và nhờ các caroten, bộ máy quang hợp sẽ được bảo vệ ở mức độ cao hơn. Caroten với thành phần cụ thể là các xanthophyll cũng tham gia để tạo ra một quá trình người ta gọi là chu kỳ tô ở chu kỳ santofin này santofin sẽ được luân chuyển giữa santofin và zeaxanthin và sự luân chuyển này tạo ra một cơ chế đặc biệt để bảo vệ cho các diệp lục tố trong điều kiện ánh sáng quá dư thừa các caroten cũng tham gia để hình thành ra các hoạt chất có hoạt tính chống oxy hóa ví dụ như các thành phần cantaxanthin tin đều là những thành phần có khả năng chống oxy hóa rất nổi trội bên cạnh đó các thành phần như các caroten zeaxanthin lutein lycopene đều có khả năng chống oxy hóa ở một mức độ nhất định trong công nghiệp thì các caroten cũng được sử dụng bởi giá trị rất là rộng lớn của nó như là một chất màu có thể tham gia là phụ gia thực phẩm cũng thể là các thực phẩm chức năng đồng thời nó cũng có những giá trị dược liệu nhất định khác nhau từ các caroten người ta có thể sử dụng nó làm màu thực phẩm là chất phụ gia cho nhiều loại dinh dưỡng cho người và gia súc gia cầm các caroten cũng có thể là các dược phẩm các thực phẩm chức năng bởi vì các caroten và lutein là những thành phần rất bổ dưỡng đối với thị lực của con con người các caroten cũng có thể là những thành phần có giá trị đối với hệ tim mạch và trong nghề trồng hoa cây cảnh người ta cũng khai thác thông qua con đường lai tạo hoặc tạo đột biến để tạo ra nhiều loại sắc tố khác nhau để tạo ra nhiều loại hoa có màu sắc mới chúng ta cần nhớ một số màu sắc ở một số nông sản thông dụng đó là ở cà chua đỏ thì màu đỏ này chính là màu của lycopene tuy nhiên nếu như là cà chua vàng thì đó lại là màu của beta caroten và beta caroten cũng là màu đặc trưng của củ cà rốt đối với trái ổi màu đỏ mà chúng ta thấy được ở ổi thì màu đỏ đó cũng là màu của lycopene màu đỏ ở màng hạt gấc cũng như ở trái gấc nói chung thì đó cũng là lycopene và chúng ta sẽ không ngạc nhiên ở một số loại gấc màu đỏ ít nhưng lại có thành phần màng hạt màu vàng thì đó là những giống gấc mà hàm lượng lycopene thấp thay vào đó hàm lượng beta carotene cao hơn ngoài các sản phẩm ở các loại trái như trên chúng ta cũng thấy màu của lycopene ở trái cam trái sung ở các loại dưa hấu đỏ ở trái lựu ở trái đu đủ như vậy rõ ràng chúng ta cũng cần phân biệt một điều rằng nếu như ở dưa hấu chúng ta có hai loại giống dưa hấu là những giống dưa hấu ruột đỏ và dưa hấu ruột vàng thì cả hai giống dưa hấu này thành phần sắc tố của chúng đều thuộc nhóm carotenoid tuy nhiên ở dưa hấu màu đỏ thì thành phần cụ thể tạo nên màu đỏ là màu của lycopene trong khi đó thành phần để tạo ra dưa hấu ruột vàng là beta caroten ở các nông sản không phải là trái ví dụ như ở bắp thì chúng ta thấy màu vàng của bắp cũng được tạo ra bởi các carotenoid trong đó người ta thấy thành phần chủ yếu là các lutein là những sắc tố có màu vàng và zeaxanthin tin là những sắc tố có màu cam ở đây chúng ta cần lưu ý có một ngoại lệ là một loại củ cũng có màu vàng rất là đặc biệt và tương đối giống với màu của củ cà rốt tuy nhiên thành phần này lại là một nhóm sắc tố nhỏ khác không liên quan đến carotenoid đó là trường hợp của củ nghệ và màu vàng ở củ nghệ là màu được tạo ra bởi nhóm cucuminoid chứ không phải là màu được tạo ra bởi carotenoid Chúng ta nói sang nhóm sắc tố thứ hai rất phổ biến thực vật đó là các flavonoid. Tuy nhiên, flavonoid là một nhóm tương đối rộng lớn, không phải tất cả flavonoid đều hình thành màu sắc và trong các flavonoid chủ yếu là các thành phần tạo nên màu sắc thuộc nhóm các anthocyanin và các anthocyanin hiện diện rất phổ biến trong màu sắc của các loại hoa, quả, củ và ở trong lá của thực vật. Như đã nói, anthocyanin là một nhóm phong phú và đa dạng bởi vì chúng được tổng hợp theo nhiều con đường khác nhau và tạo ra nhiều nhiều dẫn xuất khác nhau dẫn đến có những sự khác nhau về màu sắc. Tuy nhiên, thông thường thì các anthocyanin sẽ cho các màu đỏ, màu cam và khoảng từ màu tím cho đến màu xanh dương. Do đó, thông thường thì người ta vẫn quan niệm anthocyanin là những sắc tố tạo ra màu tím bởi vì khi hỗn hợp của những màu sắc với nhau thì thường màu tím là thông dụng hơn cả. Tùy theo con đường tổng hợp khác nhau sẽ cho ra nhiều loại anthocyanin khác nhau. Tuy nhiên, trong các anthocyanin có thể diễn ra 6 thành phần chính với pelargonidin là màu đỏ, cyan Pedin là khoảng giữa đỏ và tím, Peonidin là màu tím hồng, Delfinidin là khoảng từ màu tím cho đến màu xanh dương, Petunidin là màu xanh dương và manvidin là màu xanh đậm. Các anthocyanin tạo ra sắc tố ở cả hoa, tham gia vào thành phần sắc tố của lá, củ và quả. Ngoài ra, anthocyanin cũng tham gia tạo ra sắc tố ở các gai, ở các lông tơ ở trên bề mặt lá, ở hạt phấn, ở ống phấn và nhị hoa. Ngoài vai trò tạo ra màu sắc cho thực vật thì anthocyanin cũng có vai trò rất lớn trong vấn đề giúp cho thực vật chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt khác nhau chính vì vậy ngoài ở hoa thì đối với các bộ phận sinh dưỡng trong nhiều trường hợp anthocyanin sẽ tạo ra những lớp bao bọc phía ngoài của thực vật ở lớp tế bào biểu bì của lá hoặc ở lớp tế bào phía ngoài của các cành do đó tạo ra những lớp che chắn nhất định để bảo vệ cho các lớp tế bào ở phía bên trong với sự bao bọc này các tế bào quang hợp của thực vật sẽ trở nên bền vững hơn do đó đối với các bộ phận quang hợp nhờ có sự hiện diện của các anthocyanin bộ máy quang hợp sẽ hoạt động một cách ổn định hơn hơn trong các điều kiện khắc nghiệt ví dụ như điều kiện nhiệt độ quá cao ánh sáng quá mạnh và các anthocyanin cũng tham gia vào cơ chế để ngăn chặn các tia cực tím bởi vì như, như, chúng ta đã biết tia cực tím thì luôn luôn gây ra những tổn hại đối với tế bào sống và anthocyanin thì cũng tham gia liên quan đến việc hoạt hóa cơ chế sửa chữa bộ máy di truyền của tế bào anthocyanin cũng tham gia vào việc phá hủy những gốc oxy hóa tự do hiện diện ở bên trong tế bào gốc oxy hóa tự do luôn luôn gây ra những xáo trộn về oxy hóa đối với các thành phần tế bào. Do đó, sự hiện diện của các chất chống oxy hóa, trong đó bao gồm các anthocyanin đóng vai trò rất là quan trọng. Và người ta thấy rằng đối với anthocyanin thì khả năng chống oxy hóa cũng như là khả năng phá bỏ các gốc oxy hoạt hóa của anthocyanin có thể cao hơn so với các vitamin chống oxy hóa, ví dụ như vitamin C, vitamin E lên tới 4 lần. Và khả năng chống oxy hóa của các anthocyanin được cho rằng nó liên quan đến khả năng hoạt động cao của anthocyanin trong việc có thể cho điện tử hoặc cho các ion H+ đối với các gốc oxy hoạt hóa cũng như khả năng ổn định các tế bào và khả năng bất hoạt đối với những điện tử tự do không bắt cặp. Ngoài ra, các anthocyanin cũng có thể tạo ra các lát để tham gia hạn chế sự tồn hại của các ion kim loại hoạt hóa ở trong tế bào. Các anthocyanin cũng có khả năng bảo vệ đối với một số enzyme chống oxy hóa. Để hiểu về các enzyme chống oxy hóa, chúng ta sẽ có một nội dung nói về các enzyme này khi chúng ta tìm hiểu về các enzyme ở một chương sau. Ngoài ra, các anthocyanin cũng có thể tham gia Yeah. tương tác liên quan đến các quá trình dẫn truyền tín hiệu để giúp cho tế bào thực vật mau chóng tìm ra các giải pháp để hạn chế các tổn hại gây ra bởi các điều kiện bất lợi. Đối với các tổn hại gây ra bởi các loài sinh vật có hại thì màu sắc của anthocyanin cũng tham gia liên quan đến khả năng bắt chước, khả năng ngụy trang của thực vật. Các khả năng này một mặt có thể đánh lừa được các loài côn trùng phá hại làm cho các côn trùng này giảm sức phá hại, nhưng mặt khác các anthocyanin cũng có thể trở thành các dấu hiệu, các báo hiệu giúp cho các loài thiên địch dễ dễ dàng hơn trong việc xua đuổi hoặc tấn công các loài gây hại đối với thực vật như trên bảng đây chúng ta thấy sự hiện diện của các anthocyanin có thể ở trên bề mặt của lá và sự hiện diện của các anthocyanin này làm cho các loài côn trùng trích hút này trở nên nổi bật trong điều kiện tự nhiên và điều này dẫn đến việc các loài sinh vật đối kháng dễ dàng phát hiện các loài côn trùng gây hại này để tấn công xua đuổi các loài côn trùng này các anthocyanin cũng hiện diện hoặc giả trang trong một số bộ phận của thực vật tạo ra những màu sắc mà một số sinh vật tưởng nhầm đây là những loài động vật nguy hiểm, do đó nó hạn chế một số loài sinh vật gây hại đối với thực vật. Về cơ bản, cấu trúc hóa học của anthocyanin được dựa trên cấu trúc cơ bản của phân tử như chúng ta thấy ở phía bên trái này và mọi sự thay đổi của các gốc hóa học ở 7 vị trí ở trên cấu trúc của phân tử cơ bản sẽ tạo ra những loại phân tử sắc tố mới. Mặc dù những thay đổi có thể rất nhỏ, ví dụ như việc thay đổi giữa các gốc hiro hoặc nhóm OH hoặc nhóm metin và chỉ những thay đổi nhỏ như vậy đã tạo ra các loại anthocyanin khác nhau với những đặc tính phản ứng với màu sắc rất là khác nhau cho chúng ta nhiều loại màu sắc rất là khác nhau ở nhóm sắc tố này. Sáu sắc tố cơ bản trong nhóm anthocyanin sẽ gồm pelargonidin, cyanidin, delphinidin, pelargonidin, peonidin và manvidin và sự hiện diện của sáu sắc tố cơ bản này chúng ta có thể nhận diện thông qua màu sắc của một số trái cây điển hình như chúng ta thấy đây. Thông thường đối với hoa thì đa số các loại hoa có màu đỏ, màu cam, màu tím, màu xanh dương là các hoa có chứa nhóm anthocyanin Tuy nhiên không phải tất cả các hoa đều chứa đầy đủ các thành phần này và người ta đã thấy một số hoa thường thiếu một trong số các thành phần sắc tố thuộc nhóm anthocyanin này. Ví dụ như cẩm chướng thì thiếu delphinidin, như cúc thì thiếu pelargonidin và delphinidin, như nhóm phong lan simbidum thì thiếu pelargonidin và delphinidin, như nhóm lan dendrobium thì thường thiếu delphinidin, như ở nhóm hoa hồng và hoa mõm sói cũng thiếu nhóm delphinidin này. Và như đã nói, các sắc tố thường bị ảnh hưởng bởi pH và anthocyanin cũng rất nhạy cả đối với độ pH. Ví dụ như ở lá bắc của hoa Trạng Nguyên thường có màu đỏ, đó chính là màu được tạo ra bởi các anthocyanin. Tuy nhiên, nếu như điều kiện môi trường cũng như điều kiện chăm sóc dẫn đến những khác nhau về độ pH bên trong không bào thì các sắc tố thuộc nhóm anthocyanin trong phần lá bắc của cây Trạng Nguyên này cũng có thể thay đổi bởi vì người ta đã thấy rằng nếu như độ pH ở trong lá Trạng Nguyên nhỏ hơn 3 thì khi đó nó mới có màu đỏ điển hình. Trong khi đó, nếu pH lớn hơn một chút dao động trong khoảng từ 3 đến 4 thì nó trở nên dạng mất sắc tố còn nếu pH từ khoảng từ 4 đến 7 thì lúc đó sẽ có thiên hướng chuyển sang màu tím và pH từ 7 đến 8 sẽ cho màu xanh dương trong khi đó nếu pH lớn hơn 8 nữa thì lúc đó nó sẽ trở nên màu vàng với những đặc điểm nhạy cảm của các sắc tố nhóm anthocyanin như vậy mặc dù các sắc tố này liên quan trực tiếp đến độ pH bên trong không bào của tế bào tuy nhiên nó cũng sẽ gián tiếp liên quan đến điều kiện chăm sóc do đó trong chế độ chăm sóc đối với cây hoa có nhóm anthocyanin này việc hiểu và chăm sóc một với một chế độ phù hợp cũng rất quan trọng liên quan đến màu sắc của hoa và lá của các loại hoa kiểng này. Đối với trái, chúng ta thấy các trái dâu đen hoặc trái việt quất là những trái thường thường chứa hàm lượng anthocyanin cao điển hình. Trái nho cũng chứa nhiều anthocyanin. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ đó là giống nho đỏ, trong khi nếu như nho xanh thì hoàn toàn không có anthocyanin. Chúng ta cũng nhớ rằng màu đỏ trong trái dưa hấu là liên quan đến màu của lycopene thuộc nhóm carotenoid. Do đó, không ngạc nhiên là trong dưa hấu cũng hoàn toàn không có sự hiện diện của các anthocyanin và đối với trái cây sự tích tụ của các anthocyanin thường thường diễn ra một cách từ từ như người ta thấy đối với trái nho thì anthocyanin chỉ tích tụ mạnh ở trong giai đoạn cuối khi trái phát triển và anthocyanin như chúng ta đã nói nó liên quan đến độ pH của trái do đó chế độ chăm sóc chế độ phân bón phù hợp cũng ảnh hưởng đến màu sắc của trái nho ở trái bắp như chúng ta nói nếu như giống bắp vàng thành phần là các caroten thuộc nhóm carotenoid ngoài ra cũng có những giống bắp có màu tím hoặc là tím đỏ thì sắc tố đó là nhờ sự hiện diện của các anthocyanin và các anthocyanin người ta thấy nó không chỉ hiện diện ở hạt bắp mà cả ở râu bắp do đó là đối với những giống này thì bản thân là râu bắp của chúng có tỷ lệ màu tím rất cao tương tự nếu như cà chua vàng là thành phần là caroten và cà chua đỏ là lycopene thì những giống cà chua tím được phát hiện và phát triển những năm gần đây thì đó cũng là những giống cà chua có một nhóm sắc tố khác bởi vì các sắc tố này thuộc nhóm anthocyanin nhiều loại nông sản khác chúng ta cũng gặp ví dụ như ở cà ở các loại khoai mỡ ở bắp cải đỏ hoặc là màu tím ở trái sung thì đó cũng là những biểu hiện được tạo ra bởi nhóm anthocyanin ở trái cà phê. Khi chín, màu đỏ rất đặc trưng của trái cà phê khi chín thì đó cũng là biểu hiện của sự hiện diện của sắc tố nhóm anthocyanin. Anthocyanin ngoài tạo ra sắc tố ở thực vật và có vai trò giúp cho thực vật trong một số điều kiện khác nhau thì trong công nghiệp anthocyanin cũng có vai trò trong công nghiệp thực phẩm, trong công nghiệp về đồ uống và mỹ phẩm. Nó cũng thể trở thành các loại thực phẩm chức năng bởi vì khả năng chống oxy hóa của các anthocyanin và anthocyanin cũng có thể đóng góp trong công nghệ diệt nhuộm bởi vì các sắc tố này đều có thể sử dụng để tạo ra các màu sắc cho vải mặc chúng ta nói về nhóm sắc tố cơ bản thứ ba là các betalin những sắc tố tuy không phổ biến bằng carotenoid và anthocyanin tuy nhiên nó cũng hiện diện trong nhiều loại hoa nhiều loại quả và nhiều loại củ khác nhau và như chúng ta đã nói các sắc tố này đầu tiên được phát hiện ở loài cải củ đỏ với tên khoa học là beta vulgaris do đó từ chữ beta vulgaris đó khi tách được nhóm các hợp chất này đã được đặt tên là các betalain các betalain không phải là một nhóm sắc tố phổ biến trong tất cả giới thực vật mà nó chỉ tập trung vào một số nhóm khác nhau nó chỉ phân bố rộng rãi ở trong bộ cẩm chướng và trong bộ cẩm chướng thì nó cũng không phải tồn tại trong tất cả các họ mà chỉ tập trung trong một số họ như được liệt kê ở đây là những họ ở trong khu vực có màu đỏ này trong một số họ khác cũng có thể vẫn hiện diện một số cá thể số loài có chứa sắc tố betalin tuy nhiên không phải toàn bộ các cá thể trong các họ này đều chứa sắc tố đó và ở các họ này thì thường các betalin cũng hiện diện cùng với các anthocyanin để tạo ra sắc tố ở các họ này về cơ bản các betalin cho sắc tố màu đỏ hoặc màu vàng và nó là một dẫn xuất của tyrosine và sự xuất hiện của các betalin nó liên quan đến quá trình tiến hóa bởi vì một số thực vật đặc biệt là thực vật thuộc bộ cẩm chướng thì các betalin đã thay thế cho các anthocyanin để hình thành ra các sắc tố điển hình của các loài thực vật trong bộ này nhưng tại sao betalin lại thay thế cho anthocyanin thì bởi vì về mặt hóa học và hóa sinh học các thành phần này có những điểm tương đồng nhất định về mặt cấu trúc và màu sắc tạo ra bởi các betalin có thể hiện diện ở cả ở hoa, ở trái, ở lá, ở thân và ở rễ cũng như các sắc tố khác về cơ bản betalain mặc dù là nhóm sắc tố có sự hiện diện ít hơn, tuy nhiên nó cũng có vai trò trong khả năng chống oxy hóa, trong khả năng tham gia hỗ trợ một số enzym khử độc, trong khả năng loại bỏ các gốc oxy hoạt hóa liên quan đến khả năng giúp điều hòa hoạt động của bộ máy di truyền, ngăn ngừa các tổn hại đối với DNA và các betalain cũng có thể có khả năng tạo ra kháng viêm và nó cũng được con người có thể khai thác vào mục đích y học đối với những loại Sản phẩm quen thuộc chúng ta biết đây đều là màu sắc được tạo ra bởi betalain. Ví dụ như ở thanh long, ở cả ruột của trái thanh long ruột đỏ và vỏ nói chung của trái thanh long, ở họ màu sắc của họ xương rồng nói chung ở các loại củ cải và đặc biệt đối với những sản phẩm con người chúng ta thường sử dụng đó là rau dền thì màu đỏ của rau dền chính là màu của các betalain. Các betalain hiện diện phổ biến ngoài ở họ xương rồng bao gồm thanh long như chúng ta đã nói, nó còn hiện diện ở họ C ở họ Phytolaccaceae, ở ở họ Portulaceae. Đây là nhóm của các cây hoa 10 giờ do đó chúng ta biết rằng các màu sắc của nhóm hoa 10 giờ có thể là màu đỏ màu hồng màu tím hoặc màu vàng thì đều thuộc về nhóm betalin betalin cũng hiện diện như ở trong trường hợp màu tím ở trái cây mùng tơi betalin tạo ra màu sắc mà chúng ta thấy ở cây bông giấy và chúng ta cần nêu rõ rằng màu sắc ở bông giấy này bản chất thực vật đó là màu sắc của lá bắc và dù loại bông giấy có các lá bắc là màu tím màu hồng màu đỏ màu cam thì về cơ bản nó đều thuộc về nhóm betalin các màu sắc ở hoa cẩm chướng với các màu khác nhau cũng như các nhóm thực vật thuộc họ cẩm chướng thì màu sắc cơ bản được tạo ra bởi các betalin ngoài ra một nhóm mà chúng ta rất quen thuộc đó là nhóm họ rau dền trong đó các loại hoa màu gà khác nhau có thể là hoa màu gà có màu đỏ hoặc hoa màu gà có màu vàng thì màu sắc đó cũng đều được quyết định bởi nhóm sắc tố là betalin đối với họ rau dền này sự hiện diện của các betalin cũng rất phổ biến ở các nhóm cây khác nhau như chúng ta thấy đây ở các chi erasin người ta thống kê có khoảng 80 loài ở chi rau dền là amaranthus thì tất cả khoảng 60 loài đều chứa thành phần là betalain này rồi các nhóm màu gà khác nhau với khoảng 55 loài thuộc chi celosia và một trên 100 loài hoa thuộc chi gomferina cũng như một số loài cây mà chúng ta trồng rất phổ biến đó là cây mắt nai thuộc chi anternantera cũng đều có màu sắc được tạo ra bởi các betalain cũng giống như các sắc tố đã nói thì người ta thấy các betalain cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội và ngoại sinh nó liên quan đến ảnh hưởng bởi thành phần các các sắc tố cũng như là cấu trúc của phân tử sắc tố nó cũng ảnh hưởng do liên quan đến điều kiện pH của tế bào bị ảnh hưởng liên quan đến sự hiện diện của các gốc oxy trong tế bào, hiện diện của các kim loại và các gốc kháng oxy hóa cũng như nó còn hiện diện tùy thuộc vào hàm lượng nước bên trong tế bào nữa. Và các betalin người ta thấy độ bền nó sẽ bị suy giảm nhanh nếu như đó là những loại hoa có sắc tố đậm thì hàm lượng betalen cũng sẽ bị phân giải tương đối nhanh và nó cũng liên quan đến độ pH nếu như trong điều kiện pH 3 đến 7 thì độ bền của sắc tố sẽ giảm độ bền các sắc tố cũng giảm khi có hiện diện nhiều các gốc chống oxy hóa sự hiện diện của các gốc khe lát và hàm lượng đạm ở trên lá cũng như nó liên quan đến mức độ glicozin hóa cũng như là acetin hóa của các sắc tố này tức là nếu như các beta có gắn với phân tử đường và gắn với gốc acetin thì độ bền thường sẽ bị giảm đi trong khi đó nếu như độ pH nhỏ hơn 3 và pH lớn hơn 7 thì độ bền của beta sẽ gia tăng để ổn định cho độ bền của các beta người ta thấy rằng các thành phần ví dụ như axit có bích tức vitamin C như một số ion kim loại các enzyme như gluco oxida hoặc cyclodextrin và acid citric đều có khả năng giúp để cho betalin được bền vững hơn. điển hình của màu sắc lá là màu xanh lục, một màu phổ biến của giới thực vật. Đó là màu được tạo ra bởi diệp lục tố, hoặc còn gọi là chlorophyll. Tuy nhiên, trong sắc tố của lá không chỉ có chlorophyll mà sắc tố của lá cũng có thể được kết hợp với ba loại sắc tố mà chúng ta vừa nói trước đây, gồm có các carotenoids, anthocyanin và cả một số betalain. Do đó, khi nói về sắc tố của lá, chúng ta phải nói một cách tổng quát của cả bốn nhóm sắc tố. Tuy nhiên, trong đó, diệp lục tố hoặc chlorophyll là sắc tố cơ bản. Chlorophyll là sắc tố với cấu trúc cơ bản là các vòng porphyrin với cấu trúc điển hình như chúng ta thấy ở trên bảng. Trong cấu trúc này thì có một nguyên tử magie nằm ở chính giữa của cấu trúc vòng porphyrin ở đây. Phân tử chlorophyll cũng có một đuôi hydrocarbon rất là dài với 20 carbon kéo dài ra và cấu trúc đuôi hydrocarbon dài này để giúp cho chlorophyll gắn được vào bề mặt màng thylakoid của hạt grana nằm ở bên trong của lục lạc như chúng ta thấy đây. Và sau khi đuôi hydrocarbon cắm sâu vào màng phospholipid repeat của hạt gana đó thì bề mặt của nhân porphyrin sẽ trải rộng ở trên bề mặt của màng hạt gana này để làm chức năng thu nhận ánh sáng và chuyển năng lượng ánh sáng này thành năng lượng để tổng hợp hữu cơ cho thực vật nói riêng và cho trái đất nói chung. Ở hình này chúng ta sẽ thấy rõ hơn phân tử diệp lục tố với cấu trúc nhân porphyrin nằm trải trên bề mặt của màng và các đuôi hydrocarbon kéo dài sẽ đâm sâu để cố định ở trên lớp màng và chlorophyll cũng khá đa dạng có các loại chlorophyll A, B, C, D. Tuy nhiên về cơ bản có chlorophyll A và, và chlorophyll B trong đó chlorophyll B chỉ khác chlorophyll A ở một vị trí duy nhất đó là khi đó nhóm CHO sẽ thay cho nhóm metin, tức là nhóm CH3 ở vị trí góc phải này của nhân porphyrin. Và khi ở vị trí này là CH3 thì chúng ta có phân tử là chlorophyll A với đặc tính hấp thụ ánh sáng như đường có màu xanh dương thể hiện trong đồ thị này Còn khi gốc CH3 này được đổi thành gốc CHO thì chúng ta có phân tử là chlorophyll B và chỉ một sự thay đổi đó thì đặc tính hấp thụ ánh sáng của chlorophyll b khác hẳn được thể hiện qua đường màu đỏ ở trong biểu đồ này. Tuy nhiên như đã nói sắc tố lá không phải chỉ có chlorophyll ngoài chlorophyll a và chlorophyll b thì sắc tố lá còn có thể thêm các sắc tố hỗ trợ khác ví dụ như lutein, beta carotene, zeaxanthin và lycopene thì chúng ta biết rằng là các sắc tố này đều thuộc nhóm carotenoids và mỗi một loại sắc tố như vậy đều sẽ có một đặc tính hấp thụ ánh sáng khác nhau như được thể hiện qua các đường biểu đồ khác nhau ở trong trong hình này. và các sắc tố đó ở trong lá sẽ tổ chức thành các hệ thống hấp thu ánh sáng còn được gọi là hệ thống quang hóa và trong một hệ thống như vậy một phân tử trung tâm sẽ chính là phân tử chlorophyll còn các phân tử khác bao gồm cả chlorophyll b, lutein, zeaxanthin, caroten và lycopene đều là các sắc tố hỗ trợ và các sắc tố hỗ trợ này sẽ nằm xung quanh phân tử chlorophyll để cùng với chlorophyll thực hiện chức năng quang hợp ngoài sự hiện diện của các carotenoid thì anthocyanin cũng hiện diện ở trong sắc tố lá Tuy nhiên các anthocyanin thường là những lớp phủ phía ngoài của bề mặt lá hoặc hiện diện ở gân lá như chúng ta thấy đây. Đây là hình ảnh cụ thể chúng ta thấy những lớp tế bào biểu bì của một số loài lá thường là những loài lá chúng ta thấy có màu tím đậm thì đó là sự hiện diện của lớp anthocyanin. Lớp này có thể hiện diện ở bề mặt trên của lá nhưng cũng thể là hiện diện ở cả mặt dưới của lá và trong các lớp tế bào biểu bì này anthocyanin như đặc tính chung của nó là sẽ nằm ở bên trong không bào của tế bào lá khu vực biểu bì người ta cũng thường thấy các anthocyanin hiện diện nhiều ở trong các lông tơ nằm ở trên bề mặt của lá như vậy ở trên bề mặt lá ngoài lớp anthocyanin thường bao bọc ở phía ngoài lớp biểu bì cho một số loài lá nhất định thì các sắc tố khác phần nhiều thuộc nhóm carotenoid sẽ là những sắc tố xen kẽ cùng với diệp lục tố là những sắc tố sẽ trực tiếp tham gia hấp thụ ánh sáng để từ đó tạo ra năng lượng hoạt hóa giúp cho phản ứng đồng hóa hữu cơ được diễn ra ở lá cụ thể những phản ứng này chúng ta sẽ nói kỹ hơn khi nói về phản ứng quang hợp như vậy bên cạnh sự hiện diện của diệp lục tố nhờ có sự hiện diện của một số sắc tố phụ khác nhau với các đặc tính hấp thụ ánh sáng khác nhau. Do đó, lá cũng tận dụng được khả năng hấp thụ của nhiều sắc tố khác nhau. Do đó, tổng lượng hấp thụ của các sắc tố lá sẽ được cải thiện gia tăng nhiều hơn cả về cường độ hấp thụ và giải bước sóng hấp thụ so với nếu như chỉ có riêng diệp lục tố và như hình chúng ta thấy đây, nếu như đây là sự hấp thụ của các carofin A và B và đây là khả năng hấp thụ của các, các carotenoid thì tổng hấp thụ của các sắc tố các chlorophyll và các carotenoid sẽ là biểu đồ tổng hợp như chúng ta thấy đây. Điều này chứng tỏ rằng sự hấp thụ của các sắc tố đã được gia tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, các sắc tố bổ trợ cho chlorophyll là các caroten, các lycopene và có có thể là các anthocyanin không chỉ đóng góp vào vai trò hỗ trợ trong việc hấp thụ ánh sáng mà nó lại có thể thực hiện một vai trò theo hướng ngược lại, tức là khi mà ánh sáng dư thừa thì các sắc tố phụ này, tức là các sắc tố màu vàng, màu đỏ nó sẽ là một giải pháp để giải thoát năng lượng thừa trong trường hợp mà ánh sáng quá dư thừa và việc mà giải thoát bớt các năng lượng dư thừa trong trường hợp ánh sáng quá mức như vậy sẽ giúp cho bảo vệ chlorophyll được bền vững hơn và phản ứng quang hợp vượt qua được các khó khăn trong điều kiện ánh sáng quá mạnh. Ví dụ như vào các buổi trưa của những ngày nắng ít có mây che phủ cũng vì sự hiện diện của các sắc tố đa dạng như vậy. Do đó, chúng ta cũng thấy được trong nhiều thời điểm trong năm, đặc biệt ở các vùng ôn đới, chúng ta sẽ thấy được màu sắc lá trở nên đa dạng phong phú thì màu sắc được tạo ra ở giai đoạn này đó chính là sự thể hiện gồm có cả chlorophyll với màu xanh đây, màu vàng của carotenoid và màu đỏ là của anthocyanin. Tuy nhiên, về bản chất chúng ta phải hiểu rằng ở thời điểm này có màu sắc như vậy là bởi vì khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa thu thì các chlorophyll dần bị phân giải. Do đó, màu xanh của lá dần dần bị mất đi. Trong khi đó, các carotenoids là sắc tố vàng nó vẫn hiện diện suốt cùng với chlorophyll từ trước có độ bền cao hơn. Do đó, những lá này dần dần sẽ cho chúng ta thấy màu xanh mất dần đi và màu vàng hiện rõ hơn. Trong khi đó, anthocyanin thì trên thực tế người ta thường thấy được tổng hợp nhiều trước khi giai đoạn chuyển mùa này diễn ra và những biến động của các sắc tố gồm các chlorophyll, các carotenoid và các anthocyanin đó đã tạo ra sự phong phú và màu sắc đẹp đẽ của mùa thu thì đây là hình ảnh chúng ta thấy chụp từ trên không của một khu rừng trong giai đoạn lá chuyển màu. Như vậy chúng ta thấy rằng các sắc tố hỗ trợ gồm các carotenoid, anthocyanin ngoài vai trò hỗ trợ trong việc hấp thụ ánh sáng còn có vai trò trong việc giải thoát bớt năng lượng ánh sáng trong trường hợp ánh sáng trở nên quá dư thừa. Do đó đối với giống cây trồng có sự hiện diện nhiều hơn của các sắc tố hỗ trợ này tức là các carotenoid và các anthocyanin thường liên quan đến khả năng chịu đựng tốt hơn đối với các điều kiện ánh sáng quá dư thừa hoặc nhiệt độ quá cao sự hiện diện của các sắc tố đó thường sẽ cho chúng ta các loại lá không phải có màu xanh mà sẽ có màu xanh trộn lẫn với màu vàng hoặc màu đỏ nó giúp cho lá chịu đựng tốt hơn đặc biệt là đối với lá còn non khi mà khả năng chịu đựng chưa cao khi mà lá còn mỏng thì vai trò của các sắc tố đó là rất quan trọng giúp cho những giống cây này chịu đựng và phát triển ổn định hơn với những loài cây mà có màu sắc lá được bổ trợ với các sắc tố như vậy thì thường liên quan khả năng chịu đựng cao hơn do đó khi nhìn vào sắc tố của lá chúng ta cũng thể phần nào đánh giá được khả năng chịu đựng của một giống cây trồng đối với điều kiện ánh sáng và điều kiện nhiệt độ